Chỉ vì cậu giải câu đố đèn rất hay, nữ quỷ này liền muốn sinh con với cậu. Cô nói chỉ cần cùng cô sinh đủ 10 đứa con, cô liền bảo vệ cậu sống sót rời đi. Lời này đến chó cũng không tin, mà đồng đội yếu đuối của Long Tiểu Vũ tin rồi. Giây tiếp theo, nữ quỷ liền nói, phải xem bọn họ có phải thật lòng không. Rồi liền moi tim của ba người bọn họ, nhìn ba quả tim khô vắt đó, nữ quỷ lập tức nổi giận đùng đùng. Thấy đã chọc giận nữ quỷ, Long Tiểu Vũ cũng khó thoát chết. Cậu liền dùng hết sức lực đâm vào nữ quỷ, kết quả đâm hụt. Thấy cậu không nghe lời, cô liền vặn cánh tay của Tiểu Vũ thành quẩy để cảnh cáo. Trong giây lát, nỗi đau thấu tim khiến cậu ân hận lúc đầu đã làm sai, đều trách bản thân nhẹ dạ cả tin ác nữ đó. Hóa ra là An Nhiên lúc đầu ở trên mặt hồ giúp đỡ cậu, hoàn toàn là vì khiến cậu lơ là cảnh giác, từ đó khiến cậu tin rằng cách qua cửa chính là giải 6 câu đố đèn cuối cùng. Nhưng kết quả lại là người thành công giải câu đố thì sẽ có được tư cách cưới nữ quỷ, mà là An Nhiên lại nhân lúc Tiểu Vũ đang bận giải câu đố, một mình lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cô ta đã trở về căn phòng an toàn, đang thông qua góc nhìn của thượng đế thưởng thức Tiểu Vũ đối đầu boss ẩn thế nào. Chỉ thấy nữ quỷ đắc ý đánh giá Tiểu Vũ, thấy cô dựa gần chuẩn bị cưỡng hôn cậu, Tiểu Vũ thà chết chứ không nghe theo, tóm lấy tóc trắng của cô. Chỉ nghe thấy một tiếng đùng, mặc dù nữ quỷ bị cậu va cho choáng váng, nhưng chính cậu lại ngất xỉu. Ngoài dự đoán là nữ quỷ lại không tiếp tục làm hại Tiểu Vũ, trái lại ném cậu vào hư không. Nhưng giây tiếp theo, cô dường như lại hối hận, thẳng ra dây leo dịu dàng bao bọc lấy cậu, chậm chậm đưa vào hư không. Đến khi cậu an toàn rồi cô mới dừng tay, nhưng tất cả chuyện này Tiểu Vũ đều hoàn toàn không biết. 2 phút rưỡi sau, Tiểu Vũ trở về thân thể của mình, có thể là chết quá lâu, thân thể không nghe sai bảo, ý thức lại rất rõ ràng, nghe thấy bên cạnh có người đang nghị luận, tướng chết của cậu thật thê thảm. Lúc đang cảm thấy đáng tiếc cho cậu, Tiểu Vũ đột nhiên ngồi dậy, dọa quần chúng đều muốn nấp vào căn phòng an toàn, cho dù pháp y theo nghề 2 năm rưỡi cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Nhưng anh ta vẫn là dũng cảm đi lên kiểm tra, anh ngạc nhiên phát hiện, vết thương trên người cậu toàn bộ đều biến mất, và như thế cuộc sống của Tiểu Vũ lại quay về bình yên. Nhưng sự việc phát sinh tối đó lại khiến cậu nhớ mãi. Cho dù cậu muốn khuyên bản thân đó là giấc mơ, nhưng cậu cũng không có cách nào giải thích sau khi bị xe đâm vẫn có thể sống sót. Lúc này, cái bụng không biết phấn đấu của Tiểu Vũ réo lên, thế là cậu quyết định lấp căng bụng rồi hãy nói. Sau đó cậu lập tức gọi một bát bún ốc thêm một quả sầu riêng. Nhưng nuốt một miếng, thế giới của cậu lại sụp đổ, cậu là một thằng đàn ông thế mà lại nôn ngén. Nhưng cậu lại không để tâm, Tiểu Vũ cảm thấy là bị xe đâm, cho nên mới cảm thấy cơ thể không khỏe. Nhưng cậu không ngờ được, tối qua, lời của nữ quỷ nói đều là thật, chỉ là trách nhiệm đẻ 10 đứa con, rơi vào đầu Tiểu Vũ. Nhưng cậu lại hoàn toàn không biết, cơ thể mình đang thai nghén sinh mệnh mới, để làm giảm 2 tầng áp lực của thể xác và tinh thần. Tiểu Vũ đã mua cho mình chiếc iPhone 14, cậu vừa muốn chơi trò ship ship một lát, liền nhận được điện thoại của mẹ. Bà hỏi cậu tối qua làm sao thế, cậu sợ mẹ lo lắng liền nói chỉ là điện thoại hết pin. Nhưng cậu còn chưa nói xong, liền truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập. Mặc dù cậu cảm thấy nghi hoặc, bản thân không gọi đồ ăn, nhưng cậu vẫn chọn mở cửa. Giây tiếp theo cậu kinh ngạc há hốc mồm, là An Nhiên lại đang đứng ngoài cửa. Thấy người tới là cô ta, cậu cũng không phí lời với cô ta lập tức đóng cửa. Nhưng là An Nhiên cũng không dễ bắt nạt, cô ta cưỡng chế xông vào nhà cậu, đặt mông lên ghế sofa, dùng giọng điệu chế giễu bắt đầu oán trách Tiểu Vũ. Cô vốn dĩ mắc kẹt ở cửa cấp thấp 2 năm rưỡi, chính là vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, kết quả khiến cô giành được rất nhiều điểm tích lũy, bỗng chốc liền đạt được tư cách của người chơi cấp B. Cho nên lần sau vực thẳm sẽ tăng vọt độ khó, bắt đầu từ bây giờ, cậu làm đầy tớ của cô ta, bắt buộc phải bật chế độ theo sát bên mình trong mọi thời tiết cùng cô ta. Nhưng sau khi cậu nghe đã trực tiếp từ chối, cậu không thèm ở chung với người hại chết mình bất cứ lúc nào. Là An Nhiên đã sớm đoán được suy nghĩ của cậu, bộp một cái, một phần đại lễ ném trước mặt Tiểu Vũ, đó lại là một sấp ghi chép cửa ải vực thẳm dày cộp. Sau khi cậu xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu không có cách nào tin cô gái gầy yếu trước mắt xông qua nhiều vực thẳm thế này như nào. Thấy Tiểu Vũ có hứng thú, là An Nhiên không cho cậu cơ hội phản bác, trực tiếp ra lệnh cậu chuyển đồ của mình vào, đồng thời còn không quên nói với cậu, nếu như không cho cô một con quỷ chết thay, thế thì trong vực thẳm xảy ra bất cứ điều gì bất chắc cũng đừng trách cô. Tiếp đó cô vỗ bụng tỏ rõ bản thân đói rồi, mở miệng liền bảo cậu đưa cô đi ăn đồ ăn ngon. Cậu vốn muốn thể hiện năng lực kinh tế của mình, ngày sau dễ dựa hơi, kết quả là An Nhiên đã chọn nhà hàng 3 sao Michelin, gọi một bàn sơn hào hải vị. Thấy dáng vẻ rất muốn bỏ chạy của Tiểu Vũ, là An Nhiên khinh miệt nói để cô ăn thoải mái, không biết chừng ngày mai không còn mạng mà ăn, bởi vì vực thẳm tiếp theo đã xác định rồi. Sau khi chàng trai mang thai, lần đầu nhảy dù liền bị treo trên cây 2 ngày rưỡi. Ngoại trừ 3 cái chân có chút tê dại, cảm giác khác của cậu vẫn coi là tốt. Mặc dù Tiểu Vũ đã sớm muốn đi xuống, nhưng sau khi tận mắt thấy anh đao đấu tay đôi với 2 con rồng nhanh mạnh, kết quả bị con rồng gian xảo tính kế chết ngay tại chỗ, cậu lập tức từ bỏ suy nghĩ đi xuống. Nhưng lúc này con rồng gian manh lại phát hiện ra cậu, liền canh chừng cậu đến hiện tại, đến khi một con mãng xà khổng lồ dài 2,5 mét xuất hiện mới phá vỡ cục diện bế tắc. Đồng thời, cậu cũng bị mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy lập tức đánh mất ý thức. Đêm khuya, máu tươi chảy vào trong miệng của Tiểu Vũ, cậu đột nhiên tỉnh lại, đậu má, cậu thế mà lại vẫn còn sống, nhưng cả người cậu đã mất cảm giác. Vào lúc này, mãng xà khổng lồ nhận ra Tiểu Vũ đã tỉnh,
Nó dùng sức siết chặt cơ thể thô như thân cây, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến cậu không có cách nào hít thở. Mà Tiểu Vũ lại không biết, do nữ quỷ trong bụng liều chết chống cự, cho nên cậu mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Vào giây phút hiểm nghèo này, Tiểu Vũ nắm chuẩn thời cơ đốt cháy dây leo, cùng với sự lan tràn của thế lừa, mãng xà khổng lồ bị đau bỏ cậu lại rồi chạy trốn. Tiểu Vũ vừa thoát hiểm từ miệng rắn, liền lập tức đứng dậy tìm kiếm điểm tập hợp, vốn nên đi đến chỗ lửa trại tập hợp, nhưng cậu đã chậm trễ 2 ngày, hoàn hảo bỏ lỡ buổi tụ họp. Vào lúc Tiểu Vũ không biết làm thế nào, cậu đột nhiên cảm thấy cánh tay rất ngứa, vén tay áo lên kiểm tra, cảnh tượng trước mắt dọa cậu sợ đến nỗi da đầu nứt toác. Cánh tay của cậu lại trở nên giống như củi khô, bên trên còn có một vết thương sâu có thể thấy xương. Trong vết thương mọc đầy lông tóc màu đen, mà cậu lại không cảm nhận được một chút đau đớn. Tiểu Vũ cho rằng bản thân trúng độc rồi, cầm dao con lên muốn cạo xương trị thương cho mình. Nhưng lúc này, Tiểu Vũ lại chú ý tới tay trái cũng khác thường. Cậu tức khắc hoảng hốt, lập tức vén quần áo kiểm tra toàn thân, quả nhiên bụng cũng biến thành củi khô. Thấy thế cậu hốt hoảng cởi thắt lưng, kết quả thằng nhỏ của cậu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiểu Vũ một giây cũng không dám chậm trễ, cầm lưỡi dao sắc bén lên đâm vào cánh tay, chỉ nghe thấy một tiếng keng, dao chiến thuật lập tức cong lưỡi, dọa cậu sợ đến nỗi chửi bậy, vội vã thử dùng dao gọt củi khô xuống, nhưng 2 phút rưỡi sau, cho dù dao hỏng rồi cũng không thể làm cậu bị thương tẹo nào. Giây tiếp theo, Tiểu Vũ ngửi thấy mùi cỏ tươi trên con dao, đây là mùi vốn có trên người công chúa âm phủ, Tiểu Vũ không nhịn được trong lòng kinh hãi, hóa ra tình trạng của cậu giống như cư dân mạng đó nói. Công chúa thực sự ở trong bụng của cậu, chàng trai này chuẩn bị đỡ đẻ cho mình, nhưng cậu chém dao xuống, lưỡi dao đều vỡ vụn rồi, cũng không thể cắt ra một miếng. Lúc này chàng trai hối hận về hành vi bốc đồng của mình. Đều trách Tiểu Vũ sau khi bất ngờ đi vào âm phủ, giải câu đố đèn phong ấn công chúa, sau khi cô ta sống lại không phải muốn gả cho cậu, mà là trồng hạt giống trong cơ thể cậu, cô ta muốn thông qua cơ thể của Tiểu Vũ đến nhân gian. Nhưng cậu lại hoàn toàn không biết, hơn nữa còn cả tin lời của cư dân mạng, cảm thấy bản thân đã trúng cổ độc, lập tức sắp biến thành xác sống. Lúc này, Tiểu Vũ nhớ tới lời Lã An Nhiên từng nói, chuyện xảy ra trong vực thẳm sẽ bị đưa đến trong hiện thực. Nghĩ đến đây trí tưởng tượng của cậu bay xa, ảo tưởng ra chuyện sẽ phát sinh sau khi mình biến thành xác sống. Vào lúc Tiểu Vũ tưởng tượng hăng say, đột nhiên một vũng chất lỏng ấm nóng nhỏ lên người cậu. Tiểu Vũ quay phát đầu lại, phát hiện đó lại là một con khủng long bạo chúa. Không đợi nó phản ứng, cậu nhấc chân lên chạy, thấy thế nó há to cái miệng khổng lồ sâu hút rồi nhào về phía cậu. May mà Tiểu Vũ ở trong rừng cây rậm rạp, nếu không cậu đã sớm bị nó đuổi kịp xé thành mảnh vụn. Vào giờ phút quan trọng này, cậu không cẩn thận vấp té, ngã nặng nề trên đất, lập tức cậu cảm thấy bản thân lạnh ngắt rồi. Nhưng giây tiếp theo, khủng long bạo chúa lại đứng ở nơi cách cậu 2.5 mét không dám tiến gần. Nó dùng ánh mắt xem người chết nhìn cậu chăm chú, rồi nó quay người bỏ đi, để lại một mình cậu đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu Vũ vừa bình tĩnh lại, liền sờ phải một bộ hài cốt to lớn. Lúc này cậu mới chú ý tới, bên cạnh nằm đầy xác chết ngổn ngang. Trong lòng cậu không kiềm được kinh hãi, cùng thảo nguyên trước mắt tuyệt đối có vấn đề. Vào lúc Tiểu Vũ tiến thoái lưỡng nan, cậu đột nhiên nhớ tới trong vực thẳm điện thoại có thể kiểm tra gợi ý. Tiểu Vũ vừa nhìn thấy gợi ý trên điện thoại, liền sững sờ ngay tại chỗ. Cậu thế mà lại nhảy qua cửa ải đầu tiên trực tiếp hoàn thành cửa ải thứ hai. Nhưng nào ngờ là An Nhiên cùng cậu tham gia vực thẳm. Thế mà vừa bắt đầu liền gặp phải nguy cơ,